Anh Trâm ơi, đây. Hôm nay bọn mình giới thiệu xe này cho mọi người xem đi. Anh em mình giới thiệu nào. Đúng rồi, đánh ở đây là chỉ giới thiệu cho mọi người xem thôi. Này này, em có con này nhá. Anh ơi, thế nhưng mà con này là con xe gì mà em trông nó hầm hố nhỉ? Chắc lúc mới phải tiền tỷ nhỉ? Con này giờ... Đúng rồi, tiền tỷ lúc mới chính xác rồi. Chuẩn đẹp đẹp luôn. Nhưng mà đợt trước bạn trai của em đưa em đi bằng con này, bảo em là hơn tỷ có đúng không anh? Mà trông nó còn không đẹp bằng con này cơ. Nhìn không mới bằng đúng không? Đúng rồi. Thì đúng rồi, thì lúc mới mà thì nó cứ lấy cái mức giá của ngày xưa ra thôi, chứ còn thì bây giờ đấy, loại này giá nó chỉ còn bằng con Morning thôi. Nhưng mà đấy là nó hùa, nó nói dối em rồi. Con Morning mà chạy dịch vụ mà có hơn 100 đấy anh, có phải con đấy không? Mấy con Morning quen quen Morning thì bây giờ taxi dịch vụ nó cũng chỉ có tầm khoảng lanh quanh 100-200 đấy mà. Thế à? Thế anh giới thiệu đi em xem nào. Ngày hôm nay anh em mình đi giới thiệu cho mọi người xem về chiếc xe này. Đấy. Nó thì loại này nó vẫn còn rất là mới. Nếu mà không để ý đấy, thì mọi người lại cứ nhầm nó thành là tiền tỷ. Nhưng mà con này đấy, thì nó chỉ còn tiền trăm thôi. Đấy. Bởi vì tiền tỷ lúc mới mà, đúng không? Đấy, đây. Anh em mình cùng giới thiệu này. Đấy, con này trang bị là có ghế điện này. Đấy. Và có là gương kính điều chỉnh điện này, cục gương nhá. Đấy, xăng mở điện này, loa nghe rất hay. Và chỗ này có cái này này. Đấy. Chống trơn trượt, tăng giảm sáng đèn. Vô lăng đây. Có ga tự động. Đấy, hiện đại thế cơ mà, nhầm tưởng đúng rồi. Đẹp như này hiện đại này cơ mà, đúng không? Đấy, bộ lăng rất đẹp nhá, cực kỳ an toàn nhá. Số tự động nhá. Số tự động nhá. Hai dàn điều hòa nhá. Màn hình giải trí Android nhá. Đề lỗ thông minh, start top nhá. Hai cửa sổ trời luôn. Thế con này có cam 360 độ không? À đúng rồi, có một cái là con này có cam 360 độ luôn. À thế à? Đấy. Hai cửa sổ trời cơ à? Đúng rồi, mở cửa đã. Chốt cửa. Rồi, mở cửa đây. Rồi, hai cửa sổ trời luôn. Đâu em xem nào. Đấy, xem đây. Anh em mình hôm nay giới thiệu cho mọi người biết về chiếc xe tiền tỷ lúc mới. Bây giờ chỉ còn tiền trăm bằng con mới. Thế ghế da như nào đây anh? À ghế da zin ấy. Đây. Ghế da zin nguyên bản theo xe này, đẹp chưa? Vẫn còn thế khá mới. Keo chỉ thì sao anh? Keo chỉ vẫn zin nhá. Keo chỉ vẫn zin. Thế mới sướng. Đấy. Đắp lên cái cửa này, thấy chưa? Ơi, mới chưa cả nhà? Cả nhà thấy mới không? Con này của em thì đúng là chỉ mất đời thôi, con này mang về mà mình nói dối tiền tỷ cũng được. Đúng không? Nói dối tiền tỷ bình thường mà, đẹp thế các bạn. Thân vỏ dày lắm. Con này chạy sướng cực kỳ luôn. Sướng. Sướng tê tè luôn. Sướng tê hết cả từ chân cho đến đầu. Có rộng không anh? Con này có rộng không? Có rộng. 7 chỗ nhá, 7 chỗ. 7 chỗ rất to rộng luôn. 7 chỗ cơ à? Đây khi mình gập ghế xuống thì nó thành cái cốp. Ui cốp rộng nhỉ. Đấy. Cốp rộng nha, to chưa? Cam mùi này. Cảm biến này. Đèn nét nhá. Đèn nét luôn. Đây đèn nét này. Đèn rất mới. Cảm biến nằm dưới gầm. Và không mục mọt nhá. Không tai nạn. Không mục mọt. Không lỗi. Và không bị dọn gì. Dùng luôn thôi. Đổ xăng là chạy. Nhá. Con này máy 2.4. Nếu chạy đường trường gần 10 lít, chạy đường phố thì hơn 10 lít một tí. Đấy, chia sẻ như vậy. Na răng đúc này, phanh đĩa, phanh ABS này. Đấy, rồi đây. Rồi nhựa cánh cửa này. Da này là da zin nguyên bản theo xe đấy cả nhà nhé. Đúng rồi, đây. Rất rộng rãi luôn. Kia Sorento đấy các bạn, 2012. 7 chỗ máy xăng 2.4 nhá. Rồi đóng chắc lịch nhá. Yeah. Ui rồi, nhà sướng lắm các bạn. Như xe tiền tỷ luôn nhỉ? Đây này lúc mới tiền tỷ mà em bán dòng xe này rất là nhiều luôn. Bán thường xuyên luôn. Hello, hello, xin chào anh. Rồi quay đây, quay đây. Đây, cả nhà nhá, cả nhà nhìn này. Thất khoang của nó rất là rộng rãi. Đúng không? Đèn lỏ thông minh này. Đèn lỏ thông minh tắt tốt này, được chưa? Đấy, điều hòa auto, hai dàn điều hòa em đã chia sẻ rồi nhá. Đăng kiểm vẫn còn. Táp lô rất là mới, cũng phía an toàn ơi. Xe không lỗi lầm gì, xe này không chê nhau các bác nhá. Về là cứ thế dùng thôi, con này bán về giá cho em thôi các bác nhá. Nếu ngoài này thì em thấy trên thị trường người ta cũng đang chào bán ngoài tầm khoảng 370-380 đấy. Nhưng em không để giá 370-380 đâu. Em cũng định tính là để 370-380, thế nhưng mà em để rẻ hơn cái mức 370-380 vài chục triệu luôn cả nhà nhá. Đấy. Đây, nhà xem thêm này. Có rửa đèn pha này. Có bi cầu thủy tinh này, hai bi cầu thủy tinh luôn, cực sáng, siêu sáng nhá. Sơn xi cực kỳ mượt nhá. Sơn xi cực kỳ mượt luôn. Đấy, cam này, cam này. Cam 360 này. Đấy như bạn này vừa hỏi đấy, cam 360 luôn. Đây này. Đấy. Gái nhìn mà mê luôn. Con này mà đi tán gái đúng là cưa được 2 3 4 em cũng được.
cứ 2K5, 2K2 như hai bạn này là ok này. Rồi thì thích Sorento đến em nhá. Nhà em đang có là bao nhiêu? Ba con liền. Đấy, một con 2 là 10, con này 22, một con 2 15 nữa, mà rất nhiều xe khác nữa, đang có 100 xe cơ mà. Rồi vào trong kênh của em lấy số của em để em chốt mình ra rẻ nhá. Nhớ nhấn follow, nhấn theo dõi nhá. Xin chào. Ok.